đầu máy hơi nước. Một đầu máy xe lửa hơi nước là một đầu máy xe lửa tạo ra sức kéo thông qua một động cơ hơi nước. Những đầu máy xe lửa dạng này tạo năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, than cốc, gỗ hoặc dầu để tạo ra hơi nước trong nồi hơi. Hơi nước làm piston di chuyển qua lại, piston lại gắn liền với trục quay chính của đầu máy xe lửa. Đầu máy xe lửa mang theo cả nhiên liệu và nguồn nước, hoặc trên chính đầu máy này, hoặc trong toa xe kéo phía sau. Đầu máy xe lửa hơi nước đầu tiên được Richard Trevithick sản xuất và hoạt động vào ngày 21 tháng 2 năm 1804. Trước đó 3 năm, ông đã tạo ra đầu máy xe chạy trên đường đất. Video này là đầu máy hơi nước tuyến chính mới nhất của Anh, số 60163 Tornado, vận chuyển chuyến tham quan Cathedrals Express của Steam Dreams từ Newbury đến Canterbury vào ngày 26 tháng 3 năm 2013. Tàu được nhìn thấy khi đang tăng tốc qua ga Martins Heron ngay sau khi rời Bracknell. Đầu máy hơi nước được bảo quản số 70013 Oliver Cromwell, hành trình chuyến tham quan Cathedrals Express từ Ely đến Oxford vào một ngày ẩm ướt và gió, ngày 8 tháng 12 năm 2011. Tàu được nhìn thấy khi đi qua Sonning Cutting với tốc độ khá thấp. Đây là video cho thấy đầu máy hơi nước Lochy được bảo tồn số 6024 King Edward I kéo tàu hơi nước Cathedrals Express vào ngày 12 tháng 2 năm 2012. Chuyến tàu đặc biệt của Valentine từ London, Paddington đến Bristol Temple Mours trên tuyến chính của GWR qua Swindon trở lại Berks and Hants Line qua Newbury. 6024 được chế tạo vào năm 1930 bởi các công nhân của GWR tại Swindon. 130 chiếc King Class được chế tạo để chuyên chở các chuyến tàu tốc hành của GWR đến West Country và Milan. Chiếc này đã bán để lấy phế liệu vào những năm 1960, sau đó được giải cứu khỏi phế liệu tại Barry Scrapyard và được phục hồi tại Quattrora cho một tuyến đường sắt chính và bắt đầu đưa lên đường sắt vào năm 1990. Chứng chỉ nồi hơi hiện tại của 6024 hết hạn vào tháng 3 năm 2012 và sau sẽ phải thực hiện 10 năm đại tu. Jacobite là một dịch vụ xe lửa du lịch chạy bằng đầu máy hơi nước, hoạt động trên một phần của tuyến đường sắt Tây Nguyên ở Scotland. Các Jacobite chạy một khoảng cách 41 dặm giữa Fort William và Mallaig, đi qua một khu vực phong cảnh rất đẹp bao gồm bên cạnh Lochy, cầu cạn Glenfinnan và Arisaig. Xe lửa băng qua với các chuyến tàu dịch vụ thường xuyên tại ga Glenfinnan.